Làm gì tiệc dán chữ A ngày hôm nay có size tới 80kg nha. Chị khách nào mà mình mặc big size vô đây liền với em ạ. 40kg cho tới 80kg mình mang vừa và eo dưới 100 đó ạ. Bình thường em về váy cho cả nhà mình thì từ 40kg cho tới 60-65kg đúng không nè. Vải này có độ co giãn siêu siêu nhiều luôn. Mềm, nhẹ, chất mát và vải này mà không có sợ bị nhăn nha. Chứ là vậy của em nói là ren lưới kim tuyến nhũ cả nha. Co giãn siêu nhiều nè. Đầm em dệt chị kim tuyến nha. Giặt ủi là không bay không phai. Đó, mặt bên trong này cả nha. Trộn mềm, nó cái chất rất là mát luôn. Vì là vải xịn cho cả nhà yên tâm, cho dù dệt rất là nhiều kim tuyến chạy đều trên mặt vải nhưng mà mình mặc lên không chanh chích và không gây ngứa gây khó chịu gì hết nha. Chỉ có vòng tay là một lớp thôi à. Thân váy em chắc chắn sẽ có lót thun cô tông kỹ lưỡng cho mình luôn, hoàn toàn không sợ lấy không sợ lộ. Thiết kế thêm hai túi hai bên đầy đủ nữa nè, xuất sắc ghê chưa. Khóa cận chọc lại nằm đằng sau lưng ha. Thích mã váy này của em thì đơn giản, bình luận ngay trên phía dưới mã 1662 và số điện thoại bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn cho cả nhà mình. Hôm nay sale rẻ lắm chị đẹp ạ. Đồng dự tiền trung niên thì trên thị trường giá của em nó dao động từ khoảng 400-500, 500-700 hoặc là thậm chí trên dưới 1 triệu là chuyện bình thường đúng không chị yêu ạ. Và ngày hôm nay chị Huỳnh săn sale với em chỉ có 349.000 đồng một váy thôi. Giá em báo cho mình là giá ở trong cái bài livestream này thôi đó nha. Tại cửa hàng nhà em hiện tại những trang mạng khác và những bài livestream khác của bên em là 499.000 đồng. Và trong bài livestream ngày hôm nay cả nhà mình săn sale, đây là một cái bài livestream đặc biệt nha. Chỉ có 3 phút thôi em sẽ giảm giá cho cả nhà mình là 349.000 đồng một váy. Em cao bao nhiêu vậy? Ở đây em 54kg mới chế nha. Em cao 1m65, đầm để mặc dài phủ bắp chân, dài qua gối em một khúc dài như vậy nè. Mình thích mặc dáng dài dài thì mình cứ để dài dài như vậy mình mặc cho em nha. Còn chị khách nào mà mình thích mặc dáng ngắn hơn thì đơn giản lên like cắt ngắn được luôn, tùy theo cái thích của mình mà không hề sợ bị mất phong đầm ha. Mình thích mặc váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền. Chỉ cần bình luận ngay trên phía dưới mã số 1662 và số điện thoại chị là được em tư vấn. Nền vải màu đen nè, dệt kim tông màu vàng đồng cho cả nhà mình. Trời, cái mẫu đầm này rất là dễ mang luôn cả nhà. Da trắng mình mặc cũng đẹp, da ngâm mình diện lên cũng ok luôn. Và những cái họa tiết này em sẽ dệt cho mình theo cái chiều dọc, cho khi mà mình diện lên thì nhìn dáng người của mình sẽ gầy hơn, sẽ thanh mảnh hơn nhiều ha. Đó, và mình nhìn từng cái họa tiết dùng em nè, họa tiết sợi nè, họa tiết xương cá cho mình nè, nó sẽ chạy theo chiều dọc. Thì cái đầm này vải á, em cắt bằng máy á cả nhà ơi, cho nên nó sẽ không có những cái họa tiết á, thì y chang như vậy nhưng mà nó sẽ không nằm giống như em đang mặc ở đây. Có thể xương cá nằm bên này hoặc bên này hoặc là nhích nhích vô chút xíu nha. Cái chi tiết nhỏ này cả nhà thông cảm giùm em xíu nha, tại vì em cắt bằng máy á nhá. Nhưng mà một phần cũng yên tâm là không có cái nào giống cái nào hết trơn á, cái nào nó cũng sẽ hơi khác khác một tí nha. Dạ, 49kg mặc xem mờ là quá đẹp chứ ơi. Có size 75kg không em? Có chị, đầm này có size tới 80kg, eo dưới 100. Đầm này chuẩn luôn, là eo của em nói là eo trên 100 đó, nhưng mà em chỉ tính eo 100 đổ về cho mình thôi ha, trừ hao ăn uống cho mình nữa. Đầm trung niên cho cả nhà mình cứ yên tâm, tầm khoảng là U40-50 trở lên mình mặc hợp và sang cho em đó nha. Chị khách nào mình đặt đơn cứ việc tranh thủ lên đơn thoải mái cho em ạ. 40kg cho tới 80kg eo dưới 100 mình sẽ mặc đẹp thoải mái cho em. Trời ơi, nó đẹp xuất sắc luôn á. Cái chất vải mình cứ yên tâm, vải mềm, mặc lên rất là mát luôn. Đây không phải là lần đầu tiên em về cho cả nhà mình vải dệt kim như thế này nữa. Màu xanh có, màu tím có, màu trắng có, màu đỏ có, đúng không cả nhà? Em màu đen có, em đã từng về cho mình dệt kim rất là nhiều rồi. Và họa tiết khác nhau, form khác nhau, vải cũng khác nhau cho mình luôn. Đó, và cả nhà cũng đã ủng hộ rất là nhiệt tình đúng không? Và đợt này em về cho cả nhà mình nhiều chị khách hỏi em mà, em ơi em có về đầm dán chữ A không? Thì đúng là đợt gần đây em chưa có về cho mình mẫu nào chữ A cả. Bây giờ em có về cho cả nhà đây, mà dệt kim cho cả nhà nữa ha. Tặng luôn cho mình cái phụ kiện ở đây à. Mình mua một đầm, em tặng cho mình phụ kiện giá 349.000 đồng. Mình không lấy phụ kiện cũng là 349.000 đồng mới chị đẹp ha. Nhanh tay lên đơn chút liền cho em, đừng có chậm tay cả nhà, tại vì chậm tay nó hết hàng rất là uổng. Bình thường những cái mẫu đầm khác không có biết size đâu, 40kg cho tới 65kg là cùng rồi đó. Và cái mẫu đầm này là có size tới 40kg tới 60kg, 70kg, 80kg cũng mong chen được, cho là số lượng đi đơn nó sẽ nhiều lần hơn so với những mẫu trước. Cho nên tranh thủ lên đơn chút liền cho em nha. Mã của em nó 1662. Bao rì kiểu mới về cả nhà ơi, em đang mặc trên người mã số của em đó là 1672 nha. Đầm này em sẽ may cho cả nhà mình kiểu dáng kính cổng cao tường nè, tay lỡ vai bồng, ôm eo, dáng đầm body bút chì cho các chế đẹp mình ạ. Rồi, ngay phần vai thì em sẽ có phối cúc ngọc trai cho mình ha. Cúc ngọc trai này thì em sẽ may vô trong mặt vải cho cả nhà mình luôn ha. Không dán keo, không ép nhựa. Chế đẹp của em nói là thun mỹ phối kim tuyến nè. Trời ơi, thun mỹ dệt kim á cả nhà ơi. Co giãn nhiều, không nhăn nhầu, không chạy vào vải nha, vải dày.
sờ lên rất là mềm cả nhà, vải xịn cho cả nhà yên tâm đi. Với nhiều kim tuyến nhờ mà mình mặc lên không có gây châm chích, không có khó chịu gì đâu nha. Mẫu em đang mặc cho người mã số của em nó là 1672. Thì khách nào mình đặt đơn cứ việc bình luận ngay cho em phía dưới mã số 1672 và số điện thoại cho em là được. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn. Và hiện tại shop đang có size cho cả nhà từ 40kg cho tới 72kg và eo dưới 92, cả nhà sẽ mang đẹp thoải mái nha. Đặt hàng online thì cả nhà đó em kỹ kỹ giùm em, đo ngang khuỷu tay đi qua hoặc là mình đo ở trên rốn giúp em ha, chỗ nào nhỏ nhất mình đo vô là chính xác nhất luôn ạ. Vì là tông màu đen cho cả nhà mình yên tâm đi, mặc lên thì không có sợ là bị kén da hay kén dáng gì đâu. Da trắng da ngâm mình mặc lên đều đẹp hết, dáng người của mình gầy hay là mình tròn người mình diện lên đều đẹp hết trơn luôn cho em ha. Rồi với cái em đầm body này thì em có mang cho mình nguyên một cái bảng eo đi ngang qua như vậy nè, cho khi mà mình diện lên thì nó siết eo, nhìn eo của mình nhỏ gọn hơn rõ rệt luôn đó ạ. Mẫu em đang mặc mã 1672, vải dày mà mặc lên không gây khó chịu, không có gây nặng người đâu cả nhơi, mềm êm lắm, cái chất mặc lên rất là thích, rất là mướt luôn và độ thấm hút mồ hôi cực kỳ cao luôn ha. Mã 1672 ngày hôm nay shop đang có chương trình sale lớn đó cả nhà, cả nhà tranh thủ đặt liền trong các bài live stream ngày hôm nay của em nha. Thay vì mình mua tại cửa hàng nhà em 480 thì trong bài live stream ngày hôm nay em đang giảm giá cho cả nhà mình, chỉ còn có giá tiền là 349.000 đồng thôi, mã số 1672. Chị khách nào mình đặt đơn cứ việc bình luận ngay trên phía dưới mã số 1672 và số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng. Sang nha cả nhà ơi, cái gu chị khách là mà đơn giản nè, dễ mặc nè, sang chảnh nè thì mình chốt liền cho em mã váy này. Và mà chắc chắn một điều là cái mẫu lòng này mình mặc lên thì không bao giờ sợ qua thời hay lỡ mốt gì cả. Trời ơi, nó đẹp nè cả nhà ơi. Trời ơi, ta nói xuất sắc cả nhà. Mã số của em đó là 1672 nha. Chị Như Như có đơn hàng, chị Suka 2 chiếc xanh L có đơn luôn ạ. À chị đẹp ơi, ngày hôm nay em đã xe váy rồi, nhưng mà em sẽ có thêm cho chị đẹp mình thêm một cái chương trình ưu đãi giảm giá nữa. Mình dùng đơn hàng cho em 595.000 đồng sẽ được miễn phí giao hàng từng bước luôn nha. Đầm nhà shop đẹp rẻ chị mua nhiều lần rồi, em cảm ơn chị đẹp mình rất là nhiều ạ. Chị Thu Nhi một chiếc luôn ạ. Chị Nguyễn Thị Lành nè, XL có, XL em có chị ơi. XL thì tầm khoảng là 62kg cho tới 72kg thì mình sẽ men vừa nha. Vải đẹp, dày lắm cả nhà, co giãn nhiều cực kỳ luôn, không nhăn nhầu và không sợ bị chạy nhà vải gì cả. Để mình đứng gần cho cả nhà xem nha. Thun Mỹ mít cho cả nhà mình, kim tuyến anh nhũ nè, trời đẹp quá. Từng cái kim tuyến này em dịch bằng chỉ kim tuyến nha, nó rất là mảnh, rất là nhuyễn luôn, chảy đều trên này vải cho mình. Sờ lên mức mượt à, cái mặt bên ngoài nhiều kim tuyến chứ cái mặt bên trong không có kim tuyến này cả nhà ơi. Rồi cái chất rất là mát luôn á. Form này thì em chưa từng về, nếu như mà cả nhà mình kiếm body á, bấm theo dõi cho bên em là hợp lý cả nhà, hợp gu luôn á. Bên nhà em về nhiều kiểu lắm, body mà cổ tàu cũng có, sơ mi có, cổ vest có, sát nắp có, cổ lỗ có, cổ thuyền có, bẹt vai cũng có cho mình luôn, đầy đủ cả cả nhà. Và đợt này về cho các chị đẹp mình kính cổng cao tường như thế này nè, xuất sắc ghê chưa. Em đang có cho cả nhà đầy đủ 4 size, nhưng mà trong đó em thấy là size M với size L gần hết hàng. Em thấy size M với L gần hết hàng, cả nhà mình tranh thủ ha. 40kg cho tới 72kg em dưới 92 mang vừa cho em. Vì đầm này có co giãn cho mong chen được tới 72kg á cả nhà. Chứ bình thường những cái bộ đầm mà body không có co giãn á thì chỉ tới là 60-65kg là cùng thôi. Chị Nguyễn cả một chiếc size M có đơn luôn, giao về để chị cũ nè. Còn chị khách là mình đặt đơn rồi, tranh thủ lên đơn chút liền giùm em nha. Mã váy này em báo trước rồi nha, em đang bán tại cửa hàng nhà em là 480. Còn trong bài livestream ngày hôm nay, chị khách là mình đặt đơn và có chia sẻ livestream, em sẽ giảm giá cho cả nhà mình, chỉ còn có giá tiền là 349.000 thôi. Nhiều chị khách hỏi em là em ơi có maxi hoa về hay không, thì đợt này em có cho cả nhà đây. Mặc đi đâu cũng đẹp hết trơn nha, mặc đi chơi đi tiệc nè, đi dạo phố, đi biển, đi du lịch cho em, chốt liền cho em mã váy này nha. Mẫu em đang mặc cho người mã số của em nói là 1675, 4 size cho cả nhà dễ chọn từ 40kg cho tới 70kg, eo dưới 90 dùm em ạ. Cổ V tay lỡ vai bồng nè, dáng đầu phong xòe siêu dài, chân váy cũng có mày thêm cho mình một cái tầng đuôi cá nữa nha. Chất form thì cả nhà yên tâm đi, nó siêu mềm và mặc lên cái chất rất là mát. Để đứng gần cho mình xem cái màu, chỗ đứng càng gần nhìn cái màu nó càng xinh cả nhà. Nền đen nè, có dệt chỉ kim tuyến chạy theo chiều dọc nha. Sờ lên rất mướt, rất mịn và không gây châm chích, ngứa ngáy khó chịu gì cả. Cái màu hoa này cả nhà dễ thương không? Màu này bên ngoài nhìn xinh lắm luôn nha. Và cả nhà để ý thấy á, là cái màu hoa lá này, cái họa tiết này em chưa từng về đúng không ạ? Có cúp hình hoa làm điểm nhấn ngay phần cổ áo nè, cúp này không có cài được đâu nha, cúp cách điệu làm đẹp thôi. Có cái ổn giật lại nằm đằng sau lưng ha. Mẫu em đang mặc mã số của em nói là 16
7 năm, váy hoa trung niên dành riêng cho cả người mặc đi du lịch đi biển nè. Chị nào chưa có thì bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền cho em, chị cần bình luận ngay trên phía dưới mã số 1675 và số điện thoại nha. Em coi như vậy, dạ em có 1m65 với chị đẹp ơi, làm đẹp mặc dài tới cổ chân của em á. Chị đẹp mình thích mặc dáng dài dáng ngắn, thích mặc dài để dài, không thích mặc dáng dài lên like, không có mất form đâu ha. 4 size đầy đủ cho mình luôn, và ngày hôm nay shop đang có chương trình sale lớn. Một trên live stream lúc nào cũng sẽ rẻ hơn so với tại cửa hàng hết. Bộ váy này em đang bán tại cửa hàng nhà em là 480 nha. Và trong bài live stream ngày hôm nay shop sale cho cả nhà mình chỉ còn có giá tiền là 349.000 đồng. Trời ơi, rẻ đẹp quá cả nhà ơi. Phân khúc đầu trung niên theo chị trên thị trường thì tầm khoảng là 400-500, 500-700 là cái chuyện rất là bình thường, thậm chí trên dưới 1 triệu cũng có đúng không ạ? Nhưng mà cái mẫu váy này đầm maxi dáng dài cho mình luôn mà chỉ có bao nhiêu cả nhà ơi? 349.000 đồng, 40kg cho tới 70kg, đầm siêu chất lượng luôn. Bên nhà em thì tự may, tự thiết kế và tự sản xuất, cả nhà yên tâm không có sợ bị động hàng với bất kỳ shop nào trên thị trường đâu nha. Cho chị một váy, chị đẹp ơi bình luận cho em mã đây, 1675 và số điện thoại chị em là được em tư vấn 46kg mặc size M. Chị nào vô sau coi kỹ lại giùm em cái họa tiết của em nó nha. Chị Trần Trân có đơn luôn. Nền đen nè, có dẹp kim tuyến cho cả nhà mình tạo hiệu ứng lấp lánh nha. Cái này nhìn gần mới thấy lấp lánh cả nhà. Rồi có phối cho cả nhà hoa lá nè, cái màu rất là xinh luôn. Em mặc trên livestream á cả nhà thấy như thế nào, về nhà nhận được là y chang như vậy nha. Mình sẽ được quyền kiểm tra thoải mái trước khi mình thanh toán đó ạ. Mua đầm nhà shop em nhiều lần rồi, chị làm biến kiểm tra luôn đó em. Cảm ơn chị đẹp nhiều ạ. Chị Ngọc Thơ một chiếc xe lợp có đơn luôn, đang sale rẻ cả nhà ơi. Mua tại cửa hàng nhà em 480.000 đồng, cũng như những trang mạng khác nè, những bài livestream khác cũng là 480 luôn. Nhưng mà cả nhà may mắn thấy được cái bài livestream này, em đang có một cái chương trình sale giảm giá chỉ có 3 phút ở đây thôi nha cả nhà ơi. Cả nhà đặt đơn trong cái bài livestream này sẽ được giảm ngay chỉ còn 349.000 đồng một váy thôi. Mấy màu vậy sao? Dạ một màu duy nhất đó chị đẹp ạ. Đầm nào hai màu em sẽ báo luôn trên livestream cho mình dễ đặt đơn ha. Nhưng mà riêng cái mẫu đầm này của bên nhà em thì hiện tại em đang có cho cả nhà được có đúng một màu duy nhất thôi, không có màu thứ hai nha chị ha. Rồi có luôn cả túi nè cả nhà ơi. Cái chất von này cả nhà cứ yên tâm, em sẽ may kỹ lưỡng cho cả nhà mình hai lớp, chỉ có phần tay với lại phần đuôi chất váy là để một lớp cho mình thôi, chứ trong phần thân váy chỗ nào cần lót là em đều lót hết cho cả nhà mình hết. Dạ 63kg mặc thấy nên là quá đẹp luôn á chứ ơi. Có đầm trung niên không sao? Chị đẹp mình thấy cái đầm này mặc lên nhìn tự trẻ hả chị? Không có đâu, đầm bên nhà là chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà đó chị đẹp ơi. Cái mẫu đầm này nè, mong chị nhẹ mẫu này đi, mặc lên xinh lắm, nhìn vừa trẻ nè, vừa mềm, cái chất rất là mát luôn. Đảm bảo chị khách nào mà mình khó tính nhất chút liền cho mẫu váy này, mặc lên chỉ có ghiền thôi đó. Em đang mặc mã số của em nói là 1675 ha. Mình đặt đơn và luận ngay trên phía dưới mã số 1675 và số điện thoại cho em là được em tư vấn và chị hàng chạy sai cho mấy chế mình luôn ạ. Chị Nguyễn Trang nè, chị Hồng Trúc, ok chết này, chị đẹp Hồng Trúc nha. Đang sale rẻ cho cả nhà luôn, từ 480 giảm mạnh còn 349.000 đồng. Giá là em báo công khai trên livestream luôn, cả nhà cứ việc tranh thủ đặt đơn giùm em ha. Chỉ có cái livestream này giá 349.000 đồng thôi. Em còn 10 giây cuối cùng kiểm tra giùm em lần nữa. Mã số 1675, số điện thoại và có chia sẻ livestream là mình được giảm giá ha. Lên cho cả nhà mình một mã váy ren rất là đẹp luôn ha. Mẫu váy này cả nhà có thể mặc đi chơi đi tiệc đều đẹp ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1628. Đầm này thiết kế sẽ là cổ chéo, có sắm ngay mùng 1 cho mình ạ. Tay lở vai bồng và dáng đồng phong xòe chữ A cả nhà nha. Bình thường em về là 4 size đó, nhưng mà ngày hôm nay em chỉ còn có 3 size thôi, hết mất một size lớn nhất rồi cả nhà ơi. Từ 40kg cho tới 62kg và eo dưới 82 mình mang vừa cho em nha. Vì là đầm lẻ size cho ngày hôm nay thì shop đang có một cái chương trình sale rất là lớn dành riêng cho các chị đẹp mình duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay nha. Mã váy này giá cũ mình mua là 450.000 đồng một váy, nhưng mà trong bài livestream ngày hôm nay cả nhà săn sale với shop chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng thôi. Mình đặt đơn bình luận ngay trên phía dưới cả nhà nha. Mã số 1628 và số điện thoại cho em là được em tư vấn và chị hàng cho cả nhà mình luôn. Trước lời bài của em nói là ren lưới và có phối hoa cho cả nhà như thế này, em đứng gần cho mình xem nè. Trời đẹp lắm nha, hoa ren lưới nè, có phối cho cả nhà những cái đó hoa hồng trải đều trên nền vải luôn. Đẹp lắm luôn á, vải này nó rất là nhẹ, không những mềm nè, nhẹ nè, cái chất siêu siêu mát luôn. Vải ren thì chắc chắn là có độ xuyên thấu, cho em sẽ may kỹ lưỡng cho cả nhà mình hai lớp. Chỉ có phần tay là một lớp thôi, còn thân váy kỹ lưỡng là hai lớp cho mình luôn. Và có khóa cái ẩn giật lại nằm đằng sau lưng ha. Thêm túi hai bên đầy đủ như vậy luôn nè, xuất sắc ghê chưa? Có 299 là một váy thôi đó. Cả nhà thích cái mảng váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền.
liền ha. Chỉ cần bình luận ngay trên phía dưới mã số 1628 và số điện thoại cho em là được. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn cho mình nha. Nhanh tay em đảm bảo còn hàng còn size cho các chị đẹp mình luôn đó. Rồi chị khách nào đặt hàng chậm tay quá thì sao ạ? Nó hết hàng rất ổn luôn nha. Chị Bích Huyền một chiếc luôn ạ. Dạ 54kg men vừa, 54kg mặc size M cho em là được này chị. Ở đây 54kg cao 1m65 ha. Về phần cổ áo là em sẽ may da cài mình cổ chéo như thế này thì mình có thể tùy chỉnh được nha chị ơi. Ở đây chị em cũng đã nhíp sơ ở trên được chút xíu rồi, đáng lý ra là cái phần cổ này nó sẽ xẻ xuống tới như thế này luôn ha. Thì mình thích mặc thoải mái thì mình khỏi nhíp lại, còn thích mặc kín đáo thì mình nhíp như em vậy nè, hay là kín hơn thì nhíp cao lên chút xíu nữa, không có sợ bị mất form đồng da, mặc lên vẫn đẹp bình thường thôi à. Form mẹ về được có một mẫu duy nhất á cả nhà ơi, hết hãy là xong rồi em hết rồi. Nếu như mà có hãy là tới 70kg hồi bữa em bán với cả nhà mình rồi, đồng bên nhà em là em chỉ về cho mình mấy lần, một lần duy nhất thôi em bán hết rồi là hết luôn và không có về đi về lại đâu nha. Dáng váy này dáng váy dụ tiệc á cả nhà ơi, mặc đi tiệc đi đám cưới đám hỏi rất đẹp luôn á. Phần tà váy ở bên ngoài em sẽ may cho cả nhà mình dài hơn lớp lót bên trong một khúc luôn. Em cao 1m65, lớp lót này sẽ tươi gối gần như thế này nè. Mình thích mặc dài để dài, không thích mặc dáng dài lên tầm này cũng đẹp ha. Cắt ngắn lên lay được, không có mất form đâu chứ ơi. Đó, và để cái phần tay với lại đuôi váy một lớp như vậy thì nó sẽ tạo hiệu ứng á cả nhà. Khi mà mình mặc lên nhìn cái đầm nó không có bị quá tối ha. Dạ em đang mặc trên người mã 1628, ngày hôm nay shop sale giảm giá cho cả nhà chỉ còn bao nhiêu ạ? 299.000 đồng thôi, số lượng siêu ít nha. Em hết 2XL rồi chị, em thấy rất là nhiều chị khách đặt đơn 2X nhưng mà không có cả nhà ơi. Cứ ấn theo dõi trên bên em để mà mình cập nhật được nhiều mẫu khác hơn nha. Hiện tại mẫu ren còn 2XL thì em có kiểu khác, còn cái mẫu này thì em chỉ có đúng với cả nhà mình được đúng một màu và một kiểu như vậy thôi à. Em bán hết rồi là hết luôn mà không có về đi về lại. Chị Kim Hoa mẫu này chị có rồi, mặc đẹp lắm nha em ơi. Em cảm ơn chị mình nhiều ạ. Form lên đẹp lắm cả nhà ơi. Trên livestream cả nhà thấy đẹp một thôi đó. Về nhà nhận được váy phải nói là đẹp gấp đôi cả nhà nha. Có giao hàng không em ơi? Em có, em nhà hàng bị tới tận nhà cho mình luôn. Và khi các chị đẹp mình nhận được váy tại nhà, mình được quyền kiểm tra hàng thoải mái trước khi mình thanh toán luôn ha. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1628. Đặt đôi có việc bình luận ngay trên phía dưới mã 1628 và số điện thoại cho em là được. Chi phí nguyên một chiếc luôn ạ, 299.000 đồng nè. Giá cụ mình mua 450, ngày hôm nay cả nhà săn sale với em nha. Em còn cho mình 3 size và đang sale rẻ cho cả nhà mình. Chỉ còn có giá tiền là 299.000 là một váy thôi à.